Chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh CBL Nam Định. Ngày hôm nay trước mặt các bác đây đó là hai siêu phẩm các bác nhá. Đó, và trước mặt các bác đây đó là lắp FB6004 và một bộ Sure QLX D4, một trong những thương hiệu hàng đầu của thế giới rồi. Ngày hôm nay hàng vừa cập bến thì cũng là trả nợ đơn hàng cho các bác luôn nhá. Các bác đặt hàng anh hùng tại Đồng Nai, đặt hàng của em cũng khá là lâu rồi. Dòng này thì hàng đẹp thì trên thị trường rất là hiếm. Đó. Ngày hôm nay vừa hàng vừa về, em đã khui và kiểm tra rất là đẹp và xuất sắc trước khi lên đường. Em Lĩnh làm một video cũng như là gửi tới anh hùng tại Đồng Nai, cũng như là cảm ơn anh, cảm ơn tất cả các bác luôn theo dõi và đồng hành cùng em Lĩnh CBL Nam Định. Và đây, lắp đúc bền FB6004 không còn gì xa lạ với tất cả các bác nữa nhé. Một trong những dòng bền đến từ Thụy Điển, đó, chơi hay những dòng loa có trên thị trường hiện nay, JBL hay là những dòng loa châu Âu, đó, và tình trạng thì đẹp xuất sắc rồi. Đó, và một bộ Sure QLX D4 anh sử dụng đầu KFM9 các bác nhá. Xuất sắc luôn các bác này. Đó. Ok chưa? Đó. Rất là đẹp và xuất sắc. Đó. Và đây, mời các bác cùng xem đằng sau đi đây. Đó. Make in Sweden các bác nhé. Tình trạng xuất sắc rồi. Sợi dây sợi sắc nguyên zin nguyên bản này các bác này. Ok chưa ạ? Rất là đẹp và xuất sắc các bác nhé. Và sau đây em Lĩnh sẽ dán tem bảo hành. Đó, và các bác chất âm của những dòng FP6004 này, lắp hoặc là những con LA48 nó là một các bác nhá. Các bác muốn trải nghiệm thì hãy qua nhà em Lĩnh CBL Nam Định. Đó, có địa chỉ tại xã Yên Thắng, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Đó, mời các bác qua và trải nghiệm những sản phẩm mà em Lĩnh đang có mặt tại cửa hàng đây. Rất là mong muốn được phục vụ cho tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Ok, một lần nữa em Lĩnh làm một video ngắn. Cảm ơn tới tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhé.